khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa ham da. Bây giờ tới con đi. Con muốn kể chuyện hả? Kể chuyện không có chữ luôn. Là sao? Cất điện thoại. Xong rồi điện tử con tự nói. Rồi con nói đi, ba nghe nè. Thì ba đi ngủ đi. Xong rồi cái con ngồi dậy con kể. Rồi đây ba nằm xuống nè. Con cũng nằm xuống. Ngày xưa ngày xưa có một gia đình tên là Sự Tích Chai Bú Sữa. Bé trai luôn quậy tô của mẹ, nhưng lúc bé bé con trai bé đi xa, bé thấy nhiều người cất đồ ăn, nhưng đó là mấy học sinh ở trong trường cây vú sự sự tích. Nhưng em bé lại bị mấy học sinh bị đánh. Ủa nó kể gì trời? Nhưng em bé về nhà, em bé đi lâu là sẽ biến thành cây vú sữa. Nhưng lúc đi nhà, em bé không thấy mẹ và em bé luôn khóc ôm cái cành cây của sự tích cây vú sữa. Nhưng mẹ ở trong cây sự tích cây vú sữa. A few moments later. Nhưng cái bóng của mẹ đi xa, em bé trai liền thấy một cây vú sữa bị rơi. Em bé liền ăn cứng quá, nên bé trai suy nghĩ lại đầu của mình. Mình sẽ biến thành cái cây vú sữa. Và em bé luôn yêu mẹ, không thể giận mẹ nữa. Và sự tích này xong rồi, tích này xong rồi. Yeah! Yeah! Xong rồi, chuyện gì vừa dạo chết. Anna còn kể chuyện hay hơn ba luôn nữa. Mình cũng hơi bất ngờ, Anna nắm bắt lại những cái ý chính của cái câu chuyện của mình và Anna kể theo cách của bé, đặc biệt là một cái ngữ điệu rất là mẹ thi ở trong cái câu chuyện đó. Viettel Media sản xuất và phát hành.